Dạ, ma xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lăng rừng tối ngày 27 tháng 11 năm 2022 mọi người. Rồi thì mấy hôm nay thì em không có hàng, thì hôm nay hàng về rồi thì em tranh thủ chia ra từng phần thì lên để chia sẻ cho mọi người. Thì hôm nay là bệnh em về, thứ nhất là có lan kiều dạt hay còn gọi là thủy tiên dạt nha mọi người. Đấy, thì gồm có các chê, các nguyên bản. Thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Tiếp theo nữa là một cái loại lan hạt đỉnh nha mọi người. Đấy, hạt đỉnh cho hồng rất là đẹp nha mọi người. Hoàng phi hạt, thanh đạm xanh hay gọi là thanh đạm bút chi, hoàng lan hay gọi là hoàng lạc cho hoa màu vàng rất là đẹp nha mọi người. Đấy, một cái lộn xộn và một cái phần dán hương tam bảo sắc nha mọi người, lá xếp nha mọi người. Đấy, rất đẹp. Rồi. Trước khi vào qua chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại Zalo liên hệ là 070 611 5694. Thì mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp em qua số điện thoại này. Trường hợp mà mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin. Em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng. Thì ship này là ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Đấy. Rồi thì mọi người mọi người mua một đơn thì 30k, mua nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Đấy. Rồi mọi người thông cảm, hôm nay cái họng nó hơi có vấn đề chút nhưng mà đấy. Rồi thì hôm nay vẫn chưa có sản phẩm chè dây rừng, thì hôm nào có thì ba mẹ gửi vào thì em sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người về dùng thử nha mọi người. Sản phẩm hỗ trợ điều trị dạ dày, nhiều vi khuẩn HP, kháng viêm và an thần và một số tác dụng khác nữa nha mọi người. Đấy. Thì nó rất tốt cho cái việc mà điều cái hệ tiêu hóa, dạ dày, đại tràng, trực tràng nha mọi người. Mọi người quan tâm theo dõi cái kênh về cái mặt hàng lan thì nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất mọi người. Thì kể cả lan và các sản phẩm chè dây rừng em có thể chia sẻ trên kênh này. Rồi. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến mọi người là lan kiều dạt mọi người. Rồi em đi thứ tự từ đầu đến sau nha mọi người. Rồi thì cái mặt hoa của kiều dạt như thế này, hoa dạng chùm nhiều bông nha mọi người. Đấy, chủ đạo là hoa màu vàng. Thì trong nó có cái một vài cái vạch đỏ nha mọi người. Đấy, vết màu đỏ. Đấy, thì mọi người trồng ở vườn thì nó sẽ lên những cây con đẹp như thế này nha mọi người. Nó mơn mởn hơn so với rừng. Thì cái này là mặt hoa của kiều dạt nha mọi người. Đấy, thì hoa của nó nở phát hoa ở dưới lá. Thì cây nở hoa thì lá nó che chở. Một sự cộng tác rất là hay nha mọi người. Kiều dạt đấy. Rồi đó là mặt hoa của kiều dạt nha mọi người. Rồi ngày hôm nay thì em có hình số 1 nha mọi người. Đấy, hình này thì một cây nguyên dề nha mọi người. Đấy, nguyên dề hàng bốc rừng. Thì dòng này là dòng lá mít nha mọi người. Lá mít rất đẹp, thân lá thì lá mít, thân thì nó xanh ngọc nha mọi người. Đấy, lá mít này, lá mít tròn xoay luôn nha mọi người. Thì nó còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái thân tơ nha mọi người. 6-7 cái thân tơ đó. Đấy. Thì những cái dây như thế này thì tới lúc nở hoa thì nó sẽ nở hoa rất là nhiều nha mọi người. Nhiều thân tơ trên con một dây thì nó tới lúc nó đồng tính chất thì nó nở hoa đó. Nên nhiều. Đấy, nhiều thân nở hoa thì nó sẽ đẹp nha mọi người. Đó, cây nguyên dây đó thì mọi người về làm một chậu đấy thì thấy nó cũng khá là đẹp rồi nha mọi người. Đấy, đặc biệt là cây lá mít rất đẹp. Rồi, dề đầu tiên nha mọi người, dề đầu tiên giá là 250 cho cái dề lá mít này, hình số 1. Rồi, tiếp theo hình số 2, kiều dạt nha mọi người. Đấy thì cái này là một cây nguyên bản nha mọi người. Đấy thì trong rừng thì nó bám vào trong các cái giá thể nó nhỏ như bé như thế này thôi nha mọi người. Đấy thì lan thì nó chỉ cần ký vào đây và nó sinh sống từ đời này qua đời kia, chỉ cần giá thể nhỏ thôi. Đó, không cần tốn nhiều diện tích nha mọi người. Thì thằng này gồm có 1 này, 2 này. 3 này, 4 này, 4 thân tơ nha mọi người, cây nguyên bản. Đó, rất là ok nha mọi người. Đấy. Hôm nay mọi người về cắm vào trong chậu thôi. Đấy, cắm xuống. Đó, thì chỉ chơi thôi nha mọi người. Cây nguyên bản kiều dạt nha mọi người, đấy, hàng nguyên bản. Đấy, hình số 2. Giá là 250 cho nguyên bản này nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo là đến hình số 3. Hình số 3 là hình nguyên bản luôn nha mọi người. Đấy. Thì cây này có 1 thân tơ này, 2, 3 thân tơ nha mọi người. Đấy, thì nguyên bản nó bám trên rừng thì nó như thế nha mọi người. Đó.
Rồi 4 tháng 4 nguyên bản rất là đẹp nha mọi người. Thì bà con cắt cái miếng này về cho mọi người để trồng với nó dễ dàng hơn, đặc biệt là những khách nó, của chú anh chị là không có thời gian nhiều thì không cần phải ghép nha mọi người. Đấy. Rồi hình số 3 giá là 200 nha mọi người, 200 cho cái kiều vàng này. Rồi tiếp theo là đến hình số 4. Hình số 4 150 nha cho cây nguyên về này. Đấy, thì thằng này nguyên về rất đẹp, còn có 1 2 3 thân tơ nha mọi người. Đấy, thế đến chậu rất là ok rồi, thì mọi người về ghép các tỉa gọn gàng này kia rồi ghép lên chậu để cố định thân lại chăm tưới bình thường nha mọi người. Đó. Đấy. Rồi về hình số 4 150 nha mọi người, cây rất đẹp luôn. Đó, không thể chê vào được nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là đến hình số 5. Hình số 5 là một cây nguyên bản. Đây, thì trên rừng nó như thế nha mọi người. Còn có 1 2 hai thân tơ nha mọi người. Đấy, thế này mọi người chỉ về bỏ đặt vào chậu và cố định lại thôi. Đấy. Không cần phải ghép nữa nha mọi người, nó đã nguyên bản nguyên sinh như thế rồi. Hình số 5 150 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 6. Hình số 6 thì hình cũng 150 luôn. Đấy, nguyên bản luôn. Rồi cây nguyên bản cũng có 1 2 3 4 thân tơ. Đấy. Cứ hai bên một hai bên hai thân tơ này, hai bên thân tơ hình thành 4 thân tơ. Đấy, nguyên bản luôn nha mọi người. Đấy thì nó chỉ cần một chỗ bám nhẹ thôi là nó đã đủ sống rồi, đấy, không cần nhiều nha mọi người. Đấy. Rồi hình số 6 150 nha mọi người. Đấy, cây nguyên bản luôn. Rồi tiếp theo là đến hình số 7. Hình số 7 150 cho hai nguyên bản. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên nè, thì còn có 1 2 thân tơ nha mọi người. Đấy thì cây nguyên bản trên rừng thì nó là một cái cành rất là bé thôi nha mọi người. Thì dòng này nó cũng khá ừ ẩm nha mọi người. Đấy mọi người thấy cái nguyên bản của nó trên đó thì nó đã có nhiều rêu rồi nha mọi người. Đó. Thì nên mọi người chú ý cái độ ẩm cho cây. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này, còn có 1 2 thân tơ nha mọi người. Nên ra hoa nó có trái như thế nha mọi người. Này nó lỏng ấy mà cố định cái dây rút lại. Rồi. Hai hình số 7 150. Rồi tiếp theo hình số 8. 100.000 cho cái nguyên bản nha mọi người. Thì cái này thì cũng là một cái nguyên bản. Đấy, đây nguyên bản cây khô, đấy nó nhỏ thôi. Thì nó cũng có 1 2 thân tơ nha mọi người. Đấy, hai thân tơ nguyên bản luôn nha mọi người. Đó, rất là ok. Hình số 8 100.000 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo hình số 9 100.000 cho một dề. Rồi đây cây nguyên về này còn có 1 2 3 thân tơ nha mọi người. Đó, 3 thân tơ. Rất là đẹp nha mọi người. Nguyên về này thế đứng chậu rồi, mọi người về ghép cố định lại. Đấy, nhiều nó nguyên về đẹp rồi nha mọi người. Đó. Rồi, hình đẹp mê mang nha mọi người. Đó. Rồi, hình số 9 100.000 nha mọi người. Đây 100.000 cho kiều vàng hình số 9. Đó. Rồi tiếp theo hôm nay thì em có các hình dề 100.000 hai dề này. Rồi đây là dề đầu tiên, còn có 1 2 3 thân tơ nha mọi người. Này thì như nguyên bản nha mọi người. Rồi tiếp theo là dề số 2 này. Đấy, dề này còn 1 thân tơ này và các thân già. Đó. Rồi hình số 10 100, tiếp theo hình 11 100.000 cho ba dề. Rồi đây là dề đầu tiên này, còn có 1 2 thân tơ. Dề số 2 còn có 1 2 3 thân tơ nha mọi người. Rồi dề số 3 không có 1 2 thân tơ. Rồi hình 11 giá 100.000 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo hình số 12 100.000 cho 4 dề. Đây là dề đầu tiên này cũng có 2 thân tơ nè. Rồi dề số 2 này 2 thân tơ nè. Dề số 3 này 1 2 thân tơ nè. Dề số 4 này 1 2 thân tơ nha mọi người. Đấy. 4 dề giá là 100.000 hình số 12 kiểu dạc nha mọi người. Rồi 12 hình kiều vàng ngày hôm nay. Đấy, em đã quay cụ thể cho mọi người rồi. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có lan, đó là lan địa lan hạt đỉnh nha mọi người, hạt đỉnh trung tâm. Thì cái này thì nó hôm nay nó đang có hoa luôn. Đấy. Thì đây là những cái cây nó đang đang có hoa, thì quá trình khai thác này kia thì nó bị tư ở trên rồi. Thì đằng nào thì gỡ đi cũng cắt như thế này cho mọi người ấy thôi. Đấy. Còn mặt hoa của nó đây, thì cái này là những cái ngọn của nó đây. Đó. Cái này là những cái ngọn hoa của nó nha mọi người. Đấy. Đây thì em cắt ra đây. Đó thì mặt hoa của cây
một số cái thì đang nụ đây này, một số cái đang nở hoa nha mọi người. Đó, mặt hoa của nó này thì do quá trình khai thác này kia thì nó mất cái khung này mọi người đấy. Còn nếu mà nó nở bình thường điều kiện tự nhiên này kia thì nó sẽ khung nó sẽ rất là đẹp đấy. Cái này mới hé đó nha mọi người, cánh của nó như thế. Đây, cánh của nó rất đẹp nha mọi người. Đó, cánh này. Cánh này, đó, khi nó nở ra nó sẽ đẹp nha mọi người. Đó, cánh hồng như thế này, đó. Thì cái này thì nó không phải là đạt hạt đỉnh nâu đấy. Mà nó rơi vào chỗ hạt đỉnh hồng hoặc là đỉnh nâu vàng nha mọi người. Đấy. Thì cái kiểu của hoa của nó là nó như lanh vòi như thế này nha mọi người, có bông nha mọi người. Đấy. Thì mọi người trồng lên khi nào nó có hoa thì mọi người có thể nếu ấy được thì mọi người có thể đem về bỏ vào trong chậu tới lúc nó nở hoa đem gắn vào trong chậu cũng được nha mọi người. Cây của nó khá dài này. Thì cái này mọi người giống như cây hoa lây ơn á, đấy. Hoa lây ơn á mà mình mua về mình cắm thì nó nở lần theo cái bút này. Đó. Nó lần ra thì mấy cái này mọi người trồng ở vườn thì nó nở thì mình đem vào chân thôi, đấy cắt cái ngồng họ đem vào chân đấy cho nó hay đấy. Hay là làm bó như thế này nè, nó nở rất đẹp đó. Rồi em giới thiệu sơ qua cái cây lan hạt đỉnh nha mọi người. Rồi thì hình 13 này 100.000 cho cái bộ lớn 8 thân đấy, này thì cây nguyên bộ nha mọi người. Đó. Thì địa lan thì mọi người về trồng ấy thôi, này trồng trên mặt đất khi nào nó ra rễ nó thì bám xuống giá thể như mà này cố định lại thôi. Đó. Thì cái dòng của nó thì cây nó như thế này. Đó. Thì ít bữa nữa nó sẽ lên cây con mới nha mọi người. Đó. Thì cái ngọn hoa của nó khá dài nha mọi người. Đó. Nó là dòng cát. Đó. Đó. Này nguyên bụi nha mọi người, này nguyên bụi, giá là 100. Hình 13 nha mọi người. Thì lâu lắm mới có cái dòng hạt đỉnh này nha mọi người đấy. Thì cái này cũng ít hàng đấy, nó không được nhiều. Rồi hình số 14 100.000 cho 3 dề 8 thân. Ở đây nè, đó, đây là cái đầu tiên này. Đây thì mọi người về cắm trong chậu cố định lại và chăm tưới bình thường và sau nó ra rễ dưới này nè. Nó rễ của nó thì nó tự khắc nó ra nha mọi người. Đó. Nó cứ phun rễ ra như thế mà bám vào xuống giá thể thôi. Cái dòng này nó rất là khỏe, này trồng cũng dễ. Đó, 2 này, 3 này. Đó, rất là khỏe nha mọi người. Mà cố định lại. Giống như nhìn giống như cái tre đấy. Mẫu cây mẫu kiểu. Đây, hình 14 100. Hình 15 100 cho 3 dề 8 thân này, đấy. Đó, 1 này. 2 này. Rồi, 3 cái nha mọi người. Rồi 3 về 8 thân. Rồi hình 16 100.000 luôn. 8 thân luôn nha mọi người. 1 này. 2 này. Đó, 3 luôn. Rồi hình 16 100.000. Rồi tiếp theo là đến hình số 17 100.000 cho 3 về 9 thân. Còn có 1 này. 2 này. Đó. Rồi 3 nha mọi người. Thì mọi người về trồng lên chậu. Đấy. 17 100. Rồi, hình cuối cùng, hình 18. 100.000 cho 4 dề. Có 1 này. 2 này. 3 này, 4 này, đó. Thì ngày hôm nay chỉ có chừng đó bằng thôi nha mọi người. Hình hạt đỉnh con tôm. Đấy. Thì có mặt hoa em giới thiệu sẵn cho mọi người rồi. Đấy. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em có hai cái phân lan hoàng phi hạt nha mọi người. Hoàng phi hạt thì em giới thiệu mặt hoa. Đây mặt hoa của hoàng phi hạt đây mọi người. Thì hoa cánh trắng hồng vàng nha mọi người. Cánh trắng hồng vàng thì nó có cái búp xanh xanh như thế này. Hoa này đặc biệt là nó có thể nở vào đúng dịp Tết nhưng mà hoa của nó rất là bền hoa thì nó nở tính tháng nha mọi người. Đấy, một khi nó nở hoa là tính tháng luôn. Hoa nở rất bền. Đấy. Một loại lan cho cũng khá là đẹp nha mọi người. Thì nó cũng có hai màu hoặc ba màu. Nhưng mà chủ đạo thì vẫn màu trắng, màu vàng nha mọi người. Đấy, hoa cánh trắng nó xoắn, đấy, rất đẹp. Rồi hình 19 nha mọi người, 100.000 cho 2 dề. Rồi đây là dề đầu tiên này. Đấy, dề này thì còn có một thân tơ đang thất ngọn rồi, đang xuống lá là dần dần rồi nha mọi người. Đó. Và một cái đó, thân này thì cũng đang xuống lá rồi nha mọi người, chuẩn bị cho hoa.
Rồi tiếp theo về số 2 này, nãy giờ này còn một cái thân già khá là to luôn nha. Những cây như thế này thì nó thường ra hoa rất là nhiều, đây những cái thân già này này. Đó, cây to thì nó sẽ ra hoa nhiều và mạnh nha mọi người. Đây và một thằng đã xuống lá sẵn rồi nha mọi người. Rồi 2 dê hoàng phi hạt nha mọi người. Đấy, giá 100.000 hình 19. Rồi tiếp theo hình số 20, 100.000 cho 5 dê. Rồi đây là gì đầu tiên này, còn có một thân tơ này. Đấy. Rồi tiếp theo dê số 2 này, một thân tơ và một thân đã rụng lá này. Đó. Rồi tiếp theo về số 3 này, đấy, một thân tơ này. Rồi về đó. Rồi xuống lá rồi nhưng mà. Đó. Rồi đây một thân đấy này và một thân đã rụng lá sẵn rồi, chuẩn bị có hoa nha mọi người. Đó. Rồi và một thân này, còn hai thân tơ nữa, thân này và thân này nha mọi người. Rồi, hai hình hoàng phi hạt giá 100.000 nha mọi người, hình số 20. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có một cái phần thanh đạm xanh hay gọi là thanh đạm bút chì, thì hoa mặt hoa của nó đây nha mọi người. Đó, hoa cũng rất là đẹp. Đấy. Thì mùa này là mùa có thanh đạm nha mọi người. Đấy, thì cây đang trong tình trạng là có nụ nha mọi người. Đấy, nụ nó này. Đó, cây nào cũng có nụ này. Đó, nụ nè. Nụ nè. Đó, chuẩn bị có hoa hết nha mọi người. Đây thì cái này là một thằng nguyên dề, đấy thì mọi người về làm một viên nguyên dề to như thế, đấy cây đang chỉ chích nụ chỉ nít nụ hết nên mà, đấy. Đó thì tới lúc nó nở nhiều nên có nhiều bông cho mọi người ngắm, đấy, đó là đang thanh đạm xanh hay gọi là thanh đạm bút chì nha mọi người, đấy. Rồi mà hoa của nó khá đẹp, hoa nhìn rất là mạnh mẽ nha mọi người, đấy, hai cái cánh ngang qua đấy, đẹp. Đấy. Rồi hình 21, thanh đạm bút chì 120.000 nha mọi người. Nguyên dề rất đẹp. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có lăng hoàng lan hay gọi là hoàng lạp nha mọi người. Đấy. Rồi thì mặt hoa của nó đây nha mọi người. Đấy, cái thằng này hoa màu vàng rất đẹp nha mọi người. Đó. Thì hoa dạng chùm và có nhiều bông trên trên chùm nha mọi người. Cây cũng khá là ok, hoa màu vàng rất đẹp nha mọi người. Đó. Đó là lan hoàng lan hay gọi là hoàng lan. Rồi hình 22 120.000 cho cái nguyên bản. Đấy thì cái này là một cây nguyên bản nha mọi người. Đó thì gồm có 1 2 3 4 5 thân tơ nha mọi người. Đấy thì nguyên bản. Đó, nó bám sẵn lên cây rồi nha mọi người. Đấy, thì bà con chặt về. Đó, rất là đẹp. Đấy, mùa nó nở thì rơi vào tầm tháng 3 tháng 4 nha mọi người. Đấy, cùng với mùa hoa lan rừng á, những cây to như thế này á thì thường nó sẽ cho những cái bộ hoa rất là lớn, là dài nha mọi người. Đấy, những cái bách hoa cũ nó này. Đấy. Rồi hình đầu tiên, hình 22 120.000 cho nguyên bản đấy nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình 23 100.000 cho dì lớn, 4 tháng 4. Đấy thì cái này là một cây nguyên một cái nguyên dề nha mọi người. Thì nó đếm những cái thân tơ mà ấy này thì là 14 cái thân. Đó. Thì lợi thế những cái gì như thế này thì lúc nó ra hoa thì nó ra hoa trên nhiều cái giá hành đó. Thì nên là nó có nhiều vòi hoa cho mọi người ngắm nha mọi người. Đây những cái bách hoa cũ của nó đây. Đó. Rồi nguyên dề thì mọi người về cố định lại cho nó đẹp nha mọi người. Rồi hình 23 100.000 nha mọi người cho mọi người về 14 thân tơ này. Rồi tiếp theo là đến hình số 24 100.000 cho 2 dề. Rồi đây là gì đầu tiên này. Đấy thì cái dòng hoàng lan hoàng lạp này khá là to nha mọi người. Đấy nên dinh dưỡng nó nhiều mà tới lúc nó ra hoa thì nó ra hoa bồi hoa thật to và nhiều nha mọi người. Đây những cái mắt hoa của nó này nó chuẩn bị ấy rồi, nó chuẩn bị có hoa nha mọi người. Mùa tới là sẽ cho hoa nhiều luôn. Đấy một về này. Rồi tiếp theo là về số 2 này. Đó, thì cũng khá nhiều thân tơ. Đấy, nhiều thân tơ thì nhiều bồi hoa đẹp thôi. Rồi hình 24 100.000 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình số 25 100.000 cho 3 dề. Rồi đây là dề đầu tiên này, còn có 1 2 3 4 5 5 thân tơ nha mọi người. Đó, rồi tiếp theo dề số 2 này. Đấy, tùy theo cây thì mọi người về có thể ghép lại. Đấy, cho nó đẹp. Rồi dề số 3 này. Đó. Rồi 3 dề hoàng lan nha mọi người. Đấy giá 100.000. 25. Rồi tiếp theo là đến hình số 26 100.000 cho 3 dề luôn.
Rồi đây là dãy đầu tiên này, mình có 1 2 3 thăng tơ nha mọi người. Rồi dãy số 2 này, mình có 1 2 thăng tơ này. Rồi dãy số 3 này, mình có 1 2 3 4 5 6 thăng tơ nha mọi người. Đó, rồi hình hoàng lan 100.000. Rồi tiếp theo hình 27 100.000 cho 3 dề. Rồi đây là dãy đầu tiên này. Đó. Mình có hai loại lan luôn, một loại lan ấy nè. Rồi tiếp theo dãy số 2 này. Khá nhiều thông tơ nha mọi người. Rồi tiếp theo là dãy số 3, về các thân dạ hành khá là mập. Đấy. Rồi hình 27 100.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 28 100.000 cho 5 dề. Rồi đây là dề đầu tiên này, đấy. Nhỏ mà đẹp nha mọi người. Đấy. Dề số 2 này, đó. Rồi dề số 3 này. Rồi dề số 4 này. Rồi dề số 5 nha mọi người. Đấy. Các dạ hành của nó khá to luôn. Đấy. Rồi 5 dề hình số 28 100.000 nha mọi người. Đấy. Đó là lan hoàng lan. Rồi một cái combo lồng sầu 100.000 thì gồm có thứ nhất là một cái dề kiếm lùn nha mọi người. Đấy thì kiếm ở rừng. Đấy. Này nhìn cây thân thủ nó cứng cáp nha mọi người. Đấy, kiếm đấy, chơi kiếm thì nó nghiêng về phong thủy cứng cáp. Đấy. Đấy, rất đẹp. Rồi tiếp theo là một cây lan đua trầu nha mọi người. Đấy, rồi lông cái này là hoàng phi hạt. Các mình cái đó là hoàng phi hạt. Rồi cái này là lông tu đá nha mọi người. Đấy, lông tu đá. Cái này hoa cánh trắng hồng vàng nha mọi người. Đấy. Thì mùa này nó đã ấy rồi, nên những cái thân hoa sắp tới nở này. Đấy. Đó, lông tu đá cũng là con tâm. Đấy. Rồi, và một cái cây gì em cũng không biết tên này. Đấy, nó đang nó ra hoa thì kiểu như thế này đó. Nhiều lúc bán lan nhiều lúc cũng chưa hết biết hết tên được những cây lân lạ nhưng mà 29 100.000 nhưng mà rồi. Cuối cùng ngày hôm nay thì em có một vàng lan dáng hương tam bảo sắc nhưng mà này, hoa ở hoa cánh hoa ở vùng tâm thì nó có 3 màu, màu trắng, màu vàng và màu tím, thì chủ đạo vẫn là màu vàng nha mọi người. Đấy. Thì mọi người mua các dòng dáng hương thì nó vanda để gió, nó kết cấu như thế này và cái ra cái vòi hoa thòng xuống như thế này nha mọi người. Đấy. Thì cái hay của cái dòng vanda để gió như thế nhưng mà dáng hương. Đấy. Đây thì cái cây như thế này cái lớn nha mọi người. Đấy thì mọi người về ghép kiểu như thế nha mọi người. Đấy thì nó thòng xuống và nó cho các vòi hoa ở dưới đó nha mọi người. Đó. Thì cây này cái lớn lá xếp nha mọi người. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy. Đây là các mắt hoa của nó này. Đó, hồi trước mùa trước nó ra. Đó. Thì mọi người về chỉ cần ghép thôi. Nó rễ gió thì các cái rễ này nó ra rễ này, nó đi ký vào thì mình cố định nó lại là nó tự gãy thôi. Đấy. Cái lớn này, một này. Rồi, tiếp theo là cái số 2 này. Đó, thì nó ra và nó có thòng các hoa xuống dưới nha mọi người. Đặc biệt cái dòng tam bảo sắc này nó rất là thơm nha mọi người. Đấy, quế tam bảo sắc mà thơm có mùi quế trong đó nữa. Đấy. Đó, khá đẹp. Đấy. Rồi, cái số 2 này. Rồi tiếp theo là cái số 3 này. Đấy, dòng hôm nay là toàn xếp rất đẹp, chỉ có một phần thôi. Đấy. 3 này. Rồi 4 này. Đấy, cái này thì giống thôi, mọi người về thì nó đi ngọn tiếp. Đó, 4 này. 5 này. Đấy, hôm nay xếp đẹp. Đấy. Rồi, 6 này. Đó, rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi 7 nha mọi người. Đó, rất ok luôn. Rồi hôm nay 7 ngọn quế xếp tam bảo sắc. Đấy, dáng hương tam bảo sắc 150 nha mọi người, cho 7 cây to lớn đẹp này mọi người. Hoa này rất thơm. Đấy. Rồi. Đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Thì mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-6115694 mọi người. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng. Thì ship này là ship nhanh nha mọi người, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi. Rồi em một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ kênh quen trong suốt thời gian vừa qua. Thì để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh góc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các mặt hàng trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em, cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em. Thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng để hái những nhành lan về cho mọi người sưu tầm. Em xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ.
hạnh phúc bên gia đình. Em xin phép dừng clip tại đây. Chào tất cả mọi người nha. Dạ rồi.